Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với dạy cắt may Hương Trịnh. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản trên website cắt may Hương Trịnh để có thể đăng ký được khóa học cắt may miễn phí nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ truy cập vào trang web catmayhuongtrinh.com. Sau đó, chúng ta sẽ thấy giao diện của cái trang cắt may Hương Trịnh như thế này. Các bạn sẽ vào dòng đầu tiên trên trang web và tìm mục đăng nhập đăng ký ở đây các bạn click vào cái mục đăng nhập đăng ký này nhé rồi ở đây các bạn thấy màn hình hiện ra này một bên là cột đăng nhập một bên là cột đăng ký cột đăng nhập thì sẽ sử dụng khi các bạn đã có tài khoản rồi thế còn nếu mà chưa có tài khoản thì các bạn sẽ ở bên mục đăng ký nhé ví dụ ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập tài khoản mình xóa cái này đi nhé rồi ví dụ như là mình sẽ nhập tên này họ vào tên nguyễn hiểu mai ngày tháng năm sinh các bạn điền vào ví dụ 15 tháng 9 năm 1999 à, số điện thoại đây ví dụ như là số này nghề nghiệp chẳng hạn là giáo viên địa chỉ ví dụ như là thành phố thủ đức hồ chí minh tên tài khoản mình lựa chọn hiểu mai 2024 địa chỉ email các bạn điền cái email của bạn vào ví dụ email này là hiểu mai 2024 gmail com mật khẩu các bạn nên sử dụng mật khẩu trùng với mật khẩu email các bạn để các bạn không phải nhớ nhiều lần nhé đó đây mình sẽ sử dụng mật khẩu này mình sẽ đánh vào nhé Đây. mình cho nó hiện xem là đã làm đúng chưa rồi đấy mật khẩu mạnh này nếu mà các bạn đánh xong mà mật khẩu hiện yếu thì tốt nhất là lên chọn lại nhé. Rồi sau đó sau khi mà điền xong hết tất cả các cái trường này rồi thì chúng ta sẽ nhấn vào mục đăng ký. Chúng ta đợi nó chạy này. Rồi sau khi đăng ký xong thì chúng ta thấy giao diện màn hình sẽ hiện ra như thế này. Các bạn kéo chuột xuống dưới nhé. Đó, ở đây chúng ta sẽ thấy là uh, Nguyễn Hiểu Mai này khóa học là không này hoàn thành không chứng nhận không tức là ở đây chúng ta chưa đăng ký khóa học nào hết thì trên trang web của mình nó sẽ có khóa học cắt may miễn phí Và chúng ta sẽ nhấn vào trong khóa học này nhá đấy chúng ta để chuột vào phần khóa học cắt may thì sẽ thấy nó hiện ra là khóa học cắt may online này khóa học cắt may trực tiếp các bạn hãy nhấn vào khóa học cắt may online đây nhá di chuột xuống đây nhấn vào ở đây nó sẽ có rất nhiều các cái khóa học ở trong đó có khóa học nhập môn là miễn phí còn lại các khóa khác là khóa có phí ví dụ như là khóa cắt may cơ bản này khóa áo dài này khóa đầm này đều là những khóa có phí thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp với mình hoặc là có thể đăng ký ngay tại trên website nhé ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký miễn phí khóa học nhập môn cắt may đây chúng ta sẽ nhấn chuột vào đây rồi đó là chúng ta sẽ thấy nó hiện ra như thế này đây, dành một bài học đây nhưng mà các bạn sẽ phải nhấn vào chữ mua khóa học Hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, chỉ cần nhấn vào đây là được. Nhấn vào chữ mua khóa học này, rồi đó. Thế là chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần trăm hoàn thành này. Chỗ này nghĩa là cái cái chỗ này là nghĩa là các bạn chưa học được bài nào. Sau đó các bạn di chuyển xuống dưới, đây. Các bạn có thể nhấn vào các cái nút mở rộng này để xem thêm các bài học nhé. Bây giờ mình sẽ học từng bài một. Đấy, chẳng hạn như là bài 1. Rồi, sau khi nhấn ra thì chúng ta thấy màn hình nó hiện như sau. Cột bên trái này là mục lục các bài học. Cột bên phải chính là video bài học. Các bạn sẽ nhấn vào mũi tên này để cho bài học nó chạy nhé. Đấy, tức là cái video nó sẽ chạy như thế này. Sau khi học xong bài 1 thì các bạn click vào các bài học tiếp theo để chúng ta học nhé. Ví dụ học xong bài 1 thì các bạn sẽ di chuyển xuống dưới và nhấn hoàn thành là được. Đây, Đấy, các bạn nhấn chuột vào chữ phần hoàn thành. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây trên màn hình nó sẽ báo là chúng ta đã hoàn thành được 4% bài học Thì các bạn có thể tiếp tục ấn bài học tiếp theo thì nó sẽ tự ra bài 2 Đó, đây, ví dụ như mình nhấn vào bài học tiếp theo đây nhé Đấy, đây, nó sẽ ra các bài tiếp theo đây Rồi, học xong bài nào thì các bạn cứ nhấn hoàn thành bài đó Thì chúng ta sẽ quản lý được cái phần mà chúng ta đã học nhé Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách các bạn đăng ký tài khoản và có thể đăng ký nhận cái món quà miễn phí đó là khóa học nhập môn cắt may nha. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thật là ý nghĩa ở trên trang web cắt may trịnh.com của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.